Ok, hello, xin chào các bạn với kênh Heo của mình nhé. Thì hôm nay mình vừa nhận được món hàng mình sale của Lazada hôm 12 tháng 12. Đây, một hộp siêu to khổng lồ luôn. Đó, thì các bạn hãy xem video và xem đây là sản phẩm gì nhé. Thì đây cho các bạn xem nhé, cạnh nha. Đây, mình săn được một cái nồi chiên không dầu lóc này. Đó, thì với mức giá mình săn được là 2.091.000, giảm 50% luôn. Cái giá hiện tại của cái nồi này phải là tầm 4 triệu nha các bạn. Đó, thì link bạn nào quan tâm mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn theo dõi luôn. Thì còn bây giờ thì mình sẽ với các bạn sẽ cùng mở hộp với cái nồi chiên này nha, xem nó như thế nào nha. Thì đây mình vừa mở ra với ship để xem ở bên trong thế nào nha. Đó, thì mình mới nhận hàng. Ok, rồi bây giờ mình với các bạn cùng mở hộp nha. Đây, mở hộp để kiểm tra trước các bạn ạ, xem nó có hỏng hóc hư hỏng gì không. Để trên đấy nó lại đây là cái hộp lóc của mình này bạn ơi. Đây cái hộp lóc nha, mã của nó là, các bạn xem đây, mã của nó đây các bạn, mã của nó. Và nó thì phiên bản này là 5.2 lít nha. Mình nghĩ là phiên bản cũng khá là to rồi, mình cho các bạn xem. Đó, độ dài của nó này phải 40 cm. Đây các bạn có thể xem thông số này. Bây giờ mình sẽ mở ở trong luôn, bên trong các bạn xem luôn. Đây là cái nồi của mình này. Thì bên trong là có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, các bạn nên giữ lại để tham khảo này. Rồi đây là tem bảo hành. Đó, phía bảo hành này. Đây, đến với chiếc nồi của chúng ta nhé. Đó, với nhu cầu sử dụng của gia đình bạn thì bạn nào hay chiên, nướng, lại nhà nhiều người thì mua cái này là hợp lý nhé. Đó, còn không các bạn có thể mua nồi nhỏ hơn 3 lít đó, hoặc là 4 lít rưỡi, 4 lít gì đó, hợp lý. Đó, thì ở đây phiên bản mình chọn là màu trắng nha, nó có cả màu đen nữa, thì mình thấy màu trắng đẹp hơn nên mình chọn màu trắng. Hai các bạn có thể nhìn sơ qua tổng thể. Đó, mấy cái là to, phải to hơn cái nồi cơm điện đó. Đây mình cho các bạn coi tổng thể của máy. Đây dây điện này. Đó, đây là phần điều khiển này, hiển thị này, nó nấu này, tăng giảm lượng đó. Đây, chúng ta sẽ cùng mở ra xem nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào này. Đó, rất là dễ dàng luôn. Đó. Thì đây chúng ta có một cái, được kèm thêm một cái này luôn. Đó, tổng thể của nó nấu chiên không dầu là như vậy thôi. Chất liệu khá là ok. Đó, thương hiệu lóc này lóc. Thì khá là an tâm về chất lượng rồi. Mình sẽ cho các bạn coi kỹ hơn về phía bên trong. Đây, phía bên trong của nó này. Đó, nó nướng này. Đó, nó chắc chắn. Đó, các bạn có thể nấu nướng và rửa, tẩy rửa dễ dàng cái này nhé. Khay của chúng ta. Mình cho vào đây. Hôm sau mình sẽ thử nướng cái thằng lò này xem nó như thế nào nha. Đó. Còn đây là hướng dẫn sách hướng dẫn sử dụng của nó này, nguồn điện này, công suất của nó này,
trong này có hướng dẫn các bạn sử dụng này. Đó, các bạn nên đọc cái quyển này nhé. Đây, đó, các bạn dạy nấu chế biến, cách chế biến này. Đó, đây. Rồi, thì trong video hôm nay mình có săn sale được một cái nồi khơi chiên không nhỏ lóc còn lóc. Giá săn sale đó là giảm 50%, rất là tuyệt luôn. Đó, bạn nào quan tâm thì link mình sẽ để phía dưới. Thì đợt tới, cái chương trình đợt tới chắc chắn sẽ có một đợt sale nữa, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Cứ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi, có chương trình khuyến mãi mình sẽ báo các bạn luôn. Đó, chưa? Cho các bạn nhìn tổng quan lại cái nồi này. Rồi, bạn nào thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những sản phẩm tiếp theo nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.